Xin chào tất cả các anh em nhá. Chúc anh em một ngày những ngày nghỉ 2 ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ sảng khoái. Hôm nay là em xin giới thiệu các bác là giao lưu kính cổ xưa, một con kính của Pháp, đó là cái kính Super Lamy bọc vàng sản xuất thập niên 1950-1960. Còn rất là mới và đẹp nhá. Các bác xem video này, các bác cứ có thể ấn nút màu đỏ, đăng ký màu đỏ bên góc dưới màn hình nhỏ ấy, thì để được cập nhật những video mới nhất thường xuyên của em. Mắt màu nâu trà nhá. Này đi nắng rất là đẹp này. Đây, trong nhà em hơi tối một chút thôi, chứ còn ra ngoài ánh sáng thì nó còn nhìn độ sáng rực lên bóng của nó rất là đẹp. Đấy. Em Việt là chuyên đồ vintage nhá, em chỉ có bán đồ cổ đồ xưa, không bán đồ đời mới. Đồng hồ, kính, bút, nhẫn, bật lửa, đồ cổ đồ xưa, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm. Hôm nay em sẽ sâu vài cái bút đấy, với cả mũ Mỹ nữa, đồ lính Mỹ nữa. Đấy, các bác ngắm nhìn xem này, nó đây là kính Super Lamy, kính của Pháp nha. Vàng đẹp sáng ánh gương này. Kính này thì giá nó mềm thôi. Bốn triệu 850 nghìn. Bao check bao test toàn cầu.